Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 6.000 cái token SOC tương đương với 48 đô la. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start này. Rồi sau đó thì mọi người sẽ join vào group Telegram và gửi cho nó cái từ Am Soccer Fan này. Rồi, ở đây thì mọi người có thể copy cái từ Am Soccer Fan này. Ok, gửi vào nhóm này. Và sau đó thì mọi người sẽ thêm 3 người bạn vào nhé. Rồi, gửi cho nó đây. Quay trở lại. Mọi người sẽ join tiếp vào kênh channel. Chọn join. Sau đó quay trở lại, giao tiếp vào kênh channel sponsor này. Chọn join này. Và quay trở lại này. Bấm chọn đôn. Rồi, tiếp tục thì mọi người sẽ bấm chọn next cho mình. Ở đây thì nó đang mở bán pre-sale. Nếu ai muốn tham gia đầu tư vào cái dự án này thì có thể vào cái đường link của nó để mua nhé. Rồi, ở đây thì mình sẽ hướng dẫn miễn phí nên mọi người bấm chọn next cho mình. Và tiếp theo thì mọi người sẽ follow Twitter này. Like, retweet bài đăng. Thì ở đây mọi người sẽ copy cái hashtag này và test thẻ bạn bè nhé. Đầu tiên là copy hashtag trước. Rồi ok này. Mở Twitter lên, follow đã. Chọn theo dõi này. Quay trở lại bot. Rồi mọi người sẽ bấm vào cái bài binh của nó. Ok, ở đây thì mọi người sẽ test 3 người bạn này và gắn cái hashtag vào vào. Rồi gắn hashtag này, chọn tweet lại. Xong, quay trở lại. Tiếp theo thì retweet cái second, tức là cái tweet thứ hai, comment và kết thẻ bạn bè. Rồi mọi người quay trở lại Twitter này, mọi người quay trở lại ở cái tweet 2 này, mọi người like nhé và retweet cũng như vậy thôi. Mọi người test 3 người bạn cho mình, rồi gắn cái hashtag vào vậy, chọn tweet lại. Ok, quay trở về bot. Sau đó thì mọi người sẽ follow Twitter và retweet comment nhé. Rồi ok này. Bấm chọn theo dõi này. Rồi. Ở đây thì mọi người sẽ like và retweet lại bài đăng. Sau đó bấm sang mục bình luận này. Tiếp tục vẫn gắn thẻ bạn bè. Rồi gắn thêm cái hashtag vào. Chọn trả lời này. Ok, quay trở về. Mọi người sẽ gửi cho nó cái đường link mà mọi người đã retweet nhé. Rồi, mọi người vào lại Twitter cho mình. Bấm chọn vào avatar này, chọn mục hồ sơ. Sau đó bấm sang tweet và trả lời. Rồi thì ở đây cái bài đăng mọi người đã retweet lại. Đây. Đâu nhỉ? Đây đây đây, mọi người sẽ copy cái đường link này. Rồi quay trở lại này. Gửi cho nó này. Rồi tiếp tục nhập địa chỉ ví BEP20. Rồi ok, chọn Balance này. Rồi sau khi ấy xong thì mọi người bấm chọn Claim này nhé. Thì cái dự án này nó sẽ phân phối về ví cho mọi người trong vòng 3 ngày. Nhưng mà thực tế thì nó chỉ chưa đến 24 giờ là mọi người đã được nhận được cái đồng token này về ấy rồi nhá, về ví rồi nhá. Rồi ok mọi người, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.